Chào các bác nhé. Xin làm một cái video nhanh giới thiệu với các bác là đã có cây chipo cây giá đỡ phiên bản màu đen tính ngụy trang cao. Giới thiệu nhanh cho các bác nhé. Các bác này cơ bản là cũng biết dùng rồi. Đây là cái cây chipo hoàn thiện. Cái cây này thì nó khi mình cho nó thấp nhất xuống ấy nó là 35 cm, và khi các bác cho cao nhất ấy nó là 1m15 cm nhá. Đây, cái cây này là cây các bác lưu ý này, chất liệu của nó vẫn là bằng nhôm nhé, nhưng mà được sơn tĩnh điện màu đen để đáp ứng nhu cầu của anh em là đi săn bẫy làm cờ níp, nó có tính ngụy trang tốt, nó không bị lộ. Đợt trước ấy thì có cây màu trắng thì các bác mua về nhiều khi là phải xịt sơn xanh, xịt sơn đen, nhưng mà cái sơn nó bám vào nó không được bền, nó không được lâu, nó lại nhem nhuốc. Thì bây giờ shop cập nhật được nhu cầu đấy, là có đặt được kho lấy được cái cây màu đen, phiên bản màu đen này các bác nhá. Cái khớp này này các bác lưu ý này, giới thiệu với các bác ấy, cái này ấy, gọi là cây giá đỡ hay gọi là cây chipo giá đỡ điện thoại để mình quay clip ghi lại những hình ảnh để cho cái điện thoại của mình nó ổn định thì nó ghi được hình ảnh đẹp, hoặc là các bác có thể ứng dụng là kẹp điện thoại vào để xem phim chẳng hạn, cũng là một cái ứng dụng của nó nhá. Đấy, đây mình kẹp điện thoại vào để mình xem phim hoặc mình nghe nhạc ở trên YouTube thì mình sẽ không phải cầm một điện thoại nữa cho nó thoải mái. Thế còn ngoài ra anh em mà đi săn bẫy thì sẽ dùng cái cây này để kẹp điện thoại và để quay lại cái cảnh cảnh bẫy nhá, cảnh con bổi nó đấu, các bạn, cảnh con bổi đấu với con mồi. Đấy, thì các bác thường dùng vào trong những việc vậy. Và khi các bác dùng vào cái việc mà đi săn bẫy như vậy ấy, thì các bác lưu ý nhá. Cái này nó có tay cầm này. Tay cầm này thì các bác có thể kéo lên kéo xuống được này, điều chỉnh cái góc camera của điện thoại mình. Ngẩng lên hay là rút xuống này. Và cái khớp xoay này thì giúp cho các bác xoay cái điện thoại, xoay camera của mình quay cái hướng 360 độ nhá. Quay hướng nào cũng được. Đấy. Đấy nhá các bác nhá. Cái này thì có khớp trên này là khớp cố định, còn khớp dưới này sẽ có 3 khớp, 1 khớp, 2 khớp và 3 khớp. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bác rút chừng nào lên thì tùy các bác nhá. Cái dưới này là cái chân bằng ấy thôi, bằng nhựa để nó giữ thôi. Thế còn khi mà cái phụ kiện và cái sản phẩm mới trọn vẹn ấy thì nó sẽ như thế này. Đây là cái hộp mới mà khi các bác nhận được nhá. Cái này thì shop bán hàng vẫn theo hình thức là COD nhá. Giá của sản phẩm này ấy thì là 180.000. Đây là cái bộ sản phẩm mới đây. Đấy, các bác lưu ý kỹ nhá, hết rồi này. Đấy, chỉ có cái túi bóng, một cái bát kẹp, một cái cây chipo nhá, cây chipo. Và các bác lưu ý là nó sẽ, một số các bác mua cái hàng màu trắng ấy thì nó sẽ có thêm cái túi như thế này, nhưng mà lưu ý kỹ với các bác là hàng màu đen này không có túi nhá các bác nhá, không có túi này theo. Các bác lưu ý kỹ cho shop nhá, không có túi. Thế còn các bác hoàn toàn yên tâm là cái hàng trước khi gửi cho các bác thì shop đã kiểm tra rất kỹ là cái bát kẹp này nó còn lành lặn, hoạt động tốt, không bị vỡ nhá, là thứ nhất. Thứ hai nữa là các khớp xoay của cây chipo này là hoạt động tốt này. Đấy, khi mình siết vào là nó có giữ được chặt, nó không bị lỏng, nó không bị mất gen nhá. Đấy, cái này là cái nivô nước để các bác cân cho nó thăng bằng này nhá, cân thăng bằng. Thế rồi ngoài ra những khớp chân này thì shop phải thử hết nhá, khớp nào cũng có được, có nghĩa là kéo ra được trơn tru nhá, kéo được trơn tru con này và khóa lại được nhá các bác nhá. Đây, rồi này kéo ra được này và khóa lại được, chắc chắn không có bị làm sao. Thì để tránh giảm thiểu thấp nhất cái tình trạng hàng bị lỗi khi các bác nhận được nhá, các bác nhận được thì nhận được sản phẩm hoàn thiện nhất nhé, các bác yên tâm nhé. Thế còn giá của sản phẩm là 180.000, bao cước gửi đi toàn quốc. Hình thức đặt hàng thì các bác alo trực tiếp lên số điện thoại của shop và cho shop họ tên, địa chỉ, số điện thoại, shop sẽ gửi hàng COD qua bưu điện. Các bác nhận được hàng là có quyền đồng kiểm, đồng kiểm là các bác có quyền bóc hàng ra và xem cây chipo đúng như thế này thì là các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Mong các bác ấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi nhiều những cái video về sản phẩm mới mà shop sẽ giới thiệu cho các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.